Thưa quý vị khán giả, vào sáng mai, giải đua xe đạp quốc tế VTT Cup Tôn Hoa Sen 2018 sẽ khởi tranh với chặng đua đầu tiên vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Một ngày trước lễ khai mạc giải đấu, ban tổ chức cùng với các đội đua đã thành kính dâng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giải đua xe đạp quốc tế VTT Cup Tôn Hoa Sen 2018 vinh dự được khai mạc vào ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trước ngày khởi tranh, toàn bộ thành viên ban tổ chức với các quân rơ của 12 đội đua tham dự giải đã thành kính dâng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mà ngày mai là ngày lịch sử Quốc khánh 2/9 thì các vận động viên và thành viên trong đội trong đoàn đến đây để dâng hương là cái điều này rất là ý nghĩa. Sau thành công ở hai mùa giải 2016 và 2017, giải xe đạp quốc tế VTT Cup Tôn Hoa Sen 2018 sẽ khởi tranh từ ngày 2 tháng 9 tại Hà Nội và kết thúc hành trình tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16 tháng 9. Giải đấu năm nay gồm 14 chặng với tổng lộ trình thi đấu dài hơn 1.800 km. Đoàn đua sẽ đi qua nhiều cung đường đẹp dọc theo chiều dài của đất nước. Giải đấu năm nay sẽ có 3 chặng đua vòng tròn tính điểm tại Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội, quảng trường 24 tháng 3 tại thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, quảng trường 10 tháng 3 tại thành phố Buôn Mê Thuột tỉnh Đắk Lắk. Cùng với đó là một chặng đua cá nhân từ giờ tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình. Giải xe đạp VTT Cup Tôn Hoa Sen 2018 sẽ khởi tranh vào sáng mai với chặng đua đầu tiên vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm Hà Nội.